Một câu liên quan đến chất béo. Xà phòng hóa 64 68,4 hỗn hợp E thì gồm có các chi glycerid bằng dung dịch NaOH, gồm có chi glycerid bằng NaOH thì thu được ở đây nó là hỗn hợp X gồm có 3 muối. Và 3 muối đó thì có tỷ lệ mol là 3,45 và glycerol là bằng 7,36 gam glycerol. Và đốt cháy hoàn toàn cái hỗn hợp E này thì cần bao nhiêu mol oxy? Thì bài tập này thầy sẽ có và hai cách như sau. Cách số 1 này, cách số 1 để bạn thích cách nào thì bạn sẽ tư duy theo cách đấy nhé. Còn thầy sẽ chữa cả hai cách để bạn tự cảm nhận. Mình có số mol glycerol này. Số mol glycerol là C3H5 OH tất cả 3 lần. Thì anh này là 7,36. 7,36 chia cho 92 thì bằng 0,08 mol. 0,08 mol. Đó. Thì anh này bằng 0,08 mol này thì suy ra số mol của nhóm OH là bằng 0,24 thì nó bằng với số mol của COO trong muối này. Đấy, nó sẽ bằng thì nó suy ra số mol của thằng COO trong thằng muối ấy, đúng không? CONA thì nó cho dễ đi, CONA thì sẽ bằng số mol của nhóm OH trong ancol và sẽ bằng là 0,08 nhân 3. Sẽ bằng là 0,24 mol. 0,24 mol. Đó. Thì thằng thầy gọi số mol của thằng C17 này, C17 HX đúng không? COONA. Thằng này thầy gọi nó là 3x mol đi. Đúng chưa? Còn anh này C15 H31 H31 COONA. Anh này thầy gọi là 4x mol. Cái muối cuối cùng là C17 HI COONA thì thầy gọi là 5x mol. Thì tổng số mol của anh này, tổng tất cả số mol anh này là 3 cộng 4 cộng 5 thì sẽ là 12x. 12x ép cho nó bằng con số 0,24 ở trên này, 0,24 thì dễ dàng thầy có ngay được giá trị của x bằng 0,02 mol. Sau khi ra được x bằng 0,02 mol rồi thì câu chuyện chúng ta sẽ có quy đổi như sau này. Chúng ta sẽ quy đổi như sau. Thầy sẽ quy đổi gì? Quy đổi cái thằng E này, cái thằng chất béo E này. Đó. Quy đổi gì? Thì trong thằng E thì bao giờ nó cũng gồm có các gốc axit đúng không? Sẽ có gồm có các gốc axit đó là C17. C17. H đây bao nhiêu thì không biết, đúng không? COO đây là cái gốc thứ nhất. Gốc thứ nhất sở hữu số mol là 3 nhân 0,2 thì hiển nhiên ông này sẽ là 0,06. Tiếp này, cái gốc số 2 là C15H31 CO thì hiển nhiên cái gốc này sẽ bao nhiêu? 0,08. Còn gốc cuối cùng là C17HI CO là bằng bao nhiêu? 0,2, 0,02 nhân với 5 là 0,1. Đúng chưa? Đây là phần gốc axit. Ngoài ra thì nó còn có cái gốc C35 trong glycerol nữa, C35 nữa. Thì gốc này thì glycerol này 0,08 này thì hiển nhiên cái gốc này sẽ bằng 0,08. Chuẩn chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ dồn chất. Ở đây sẽ là dồn chất, thầy viết tắt từ dồn chất này. Dồn đây thì thầy sẽ dồn về đây. C thầy gom hết lại một chỗ. H thầy gom lại một chỗ và thằng CO ở đây thầy gom lại một chỗ. Đây là CO đó. Được chưa? Thì tổng khối lượng này đầu bài cho là số 68,4. Từ đầu giờ mình đã sử dụng nó đâu? Chưa sử dụng mà. Đúng không ạ? Thế nhóm CO này chúng ta biết thừa rồi, nhóm CO này chính là bằng CONA và bằng 0,24, có ngay 0,24. Chuẩn chưa? Còn carbon đây thì mình hoàn toàn bảo toàn carbon được nhé. Ở đây có carbon này, ở đây có carbon này, đây có carbon này, đây có carbon. Đấy mình cộng hết vào thôi. 0,06 này, thằng thứ nhất là 0,06 nhân 18 nhé, bởi vì đây 17 cộng 1 là 18 này. 0,06 là nhân 18 này, cộng với 0,08 nhân với anh này 16. 16. Cộng với đây là 0,01 nhân 18. 0,1 nhân 18 cộng 0,1 nhân 18 cộng với 0,08 nhân 3 cộng với 0,08 nhân 3. Đó. Thì đây là tổng tổng C. Nhưng mà mình phải trừ bớt C ở trong CO đi. Tức là trừ đi 0,24 trừ 0,24 thì nó còn 4,16, 4,16. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ sử dụng số 68,4 thôi, trừ thằng CO đi, trừ thằng C ra thằng H. 68,4 này, 68,4 trừ đi 4,16 nhân 12 trừ đi 0,24 nhân 44 thì thầy có thằng hydro đây sẽ là 7,92 và từ đó thì thầy sẽ bảo toàn E. Bảo toàn E. Bảo toàn E đây thì thầy sẽ có ngay được số mol oxy bằng. Bảo toàn E thì có ngay số mol oxy sẽ bằng. Như các bạn biết thì carbon trao đổi 4E thì 4,16 nhân 4 hydro trao đổi 1E thì bằng 7,92. Đấy, 16,4 cộng với 7,92 nhân 1. Được chưa? Xong chưa? Thằng CO này chính là CO2, coi như CO2 không bị đốt đi, không trao đổi E. Thì có vẻ oxy này trao đổi 4E, mình chia 4 này chia 4. Xong, 6,14. Kết quả sẽ là 6,14 mol. Đấy là cách số 1. Tiếp tục này, thầy sẽ chữa thêm cho bạn cách số 2 để chúng ta cùng tham khảo này. Cách số 2.
Cách số 2 thì mình sẽ cũng cũng sẽ vẫn gọi anh này thôi. Cũng sẽ vẫn gọi là vẫn tính thằng này là 0,08 này, vẫn tính thằng này sẽ bằng 0,24 này và vẫn đặt thằng này là 3x cộng 4x cộng 5x này. Và chúng ta sẽ có ngay là x bằng 0,2, mình sẽ có ngay x sẽ bằng 0,02. Đấy, tức là tất cả cái đoạn chỗ này là giống nhau. Đấy, tất cả các đoạn chỗ chỗ này trở về trước là giống nhau, chỉ có khác nhau cái đoạn chỗ này thôi. Đó, khác nhau chỗ này và chỗ này. Thì sau khi em phát hiện ra được là x bằng 0,02 rồi thì mình sẽ có này, mình sẽ có này, chất E có dạng như sau, E sẽ có dạng dạng như sau. Thứ nhất, nó sở hữu cái gốc axit thứ nhất là C17 HX. Thầy cũng không biết x bao nhiêu, kệ nó, CO. Anh thứ hai là C17 C15 H31 COO. Thằng thứ ba sẽ là C17 HI COO như này. Và đây sẽ là C3H5. Như chúng ta biết anh C3H5 ở đây là số mol bao nhiêu là 0,08. Nên hiển nhiên cái thằng này sẽ bằng 0,08 mol này. Cái thằng chất béo của ta là 0,08 mol. Nhưng mà gốc này chỉ bằng bao nhiêu thôi? Gốc này chỉ có bằng 0,06 mol thôi, đúng không? Bởi vì chúng ta x bằng 0,2 thì anh này sẽ gốc này sẽ bằng 0,06 mà. 0,06 mà chia cho 0,08 thì anh này chỉ là 3 phần 4 mà thôi. Anh này là 0,08 chia 0,08 thì anh này là 1, cạnh nó 1, đúng không? Còn anh này là 1, đúng không? 0, anh này sẽ là 5 nhân với 0,02 là 0,1, 0,1 mà chia cho 0,8 thì nó sẽ bằng là 5 phần 4. 5 phần 4. Đó. Đấy, gắn với thằng C35 này. Thế bây giờ mình sẽ dồn nó lại. Suy ra thằng E mình sẽ dồn nó về công thức phân tử. Và có công thức này, có công thức phân tử. Sẽ là mình sẽ có được số C, đúng không? Sẽ có số C bao nhiêu chúng ta cùng cộng nhé. Đây là 10, 18 nhân 3 phần 4. 18 nhân với 3 chia 4 cộng với 16 nhân 1 cộng 16. Cộng tiếp anh này là 18 nhân 5 phần 4 cộng với 18 nhân với 5 chia 4 thì bằng 52. 52 cộng với 3 ở đây thì là 55. C ở đây chắc chắn là C55. Còn hydro ở đây thì thầy không biết là bao nhiêu thì thầy xin phép đặt nó ẩn B, đúng không? O đây thì hiển nhiên thôi, không lệch đi đâu được rồi, nó phải là O6. Đúng chưa? O6. Và anh này có số mol là bằng 0,08. Thế vậy thầy sẽ có này m lớn của thằng E, m lớn của E. Chúng ta biết m m nhỏ của E chưa? Biết rồi. M nhỏ của E bao nhiêu? Là 68,4. Đây, m nhỏ E là 68,4. Em chia số mol là 0,08 thì ra m trung bình 68,4 chia cho 0,08 thì thầy ra được anh này là bằng 855. 855 thì suy ra nốt thằng B bao nhiêu? 855 trừ đi C, trừ đi 55 nhân với 12, trừ đi tiếp 16 nhân 6 thì thầy ra được thằng B đây bằng 99. Đấy. Sau khi ra được B của 99 rồi thì câu chuyện nó đơn giản vô cùng. Nhìn này, C55 H99 O6 sở hữu số mol là 0,08 thì cần bao nhiêu oxy ở đây? Chúng ta bảo toàn E nhé. Carbon thì trao đổi 4E. 55 nhân 4. Hydro thì trao đổi 1E, 99 cộng 99. Oxy thì nhận 2E, 6 oxy thì nhận 12 thì trừ đi 12, trừ 12. Được bao nhiêu nhân 0,08 nhân 0,08. Đó. Và anh oxy trao đổi 4E thì chỉ với chia 4 thôi. Chia 4 vẫn ra được 6,14. Thế vậy anh này 6,14 đóng khung vào khoanh. Đấy, hai cách tư duy như vậy nhé, tùy bạn. Nó có thể là hơi hơi ảo đối với những người mà lần đầu tiên nhìn thấy thầy chữa kiểu thế, nhưng mà bạn làm dần bạn sẽ thấy quen. Đáp án là đáp án B.